Chúng ta bắt đầu nha. Trong buổi lần trước thì mình đã trình bày cho các bạn nghe về quyển Thiền Uyển Tập Anh và Thiền Tông thời nhà Lý. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về Thiền Tông thời nhà Trần và Thiền phái Trúc Lâm. Trước giờ khi mà nhắc đến Thiền Tông thì nhà Trần thì chúng ta thường chỉ nghĩ đến Thiền phái Trúc Lâm và những cái bài thơ thiền của Trần Nhân Tông thôi. Nhưng mà Thiền Tông nhà Trần thì nó không đơn giản chỉ có thế. Thì trong buổi hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ qua, sơ lược những cái điểm quan trọng nhất của Thiền Tông nhà Trần. Và nếu mà bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn thì các bạn còn có thể tìm hiểu trong những cái quyển lịch sử Phật giáo ở Việt Nam. Thì Thiền Tông nhà Trần mình chia ra làm hai phần. Một phần là Thiền Tông nhà Trần trước Thiền phái Trúc Lâm, và phần thứ hai đấy là Thiền phái Trúc Lâm. Về Thiền Tông nhà Trần trước Thiền phái Trúc Lâm thì đầu tiên ta phải xem xét những dấu vết trong Thiền Uyển Tập Anh, bởi vì Thiền Uyển Tập Anh không những chỉ ghi chép về những cái cuộc đời của những nhà sư và những bài kệ của các nhà sư từ thời Đinh Tiền Lê cho đến thời Lý, mà thậm chí là đến thời đầu nhà Trần thì vẫn có dấu vết ghi chép trong Thiền Uyển Tập Anh. Thì trong Thiền Uyển Tập Anh có ghi chép về rất là nhiều nhà sư của ba trường phái Tỳ Ni Đa Lư Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường. Chi tiết này thì mình đã đề cập đến trong cái video Thiền Uyển Tập Anh và Thiền Tông thời Lý Trần. Thì nhà sư mà được ghi chép muộn nhất trong Thiền Uyển Tập Anh thì chính là cư sĩ Thông Cư, mất năm 1228, thuộc dòng thiền Vô Ngôn Thông. Cái năm 1228 này thì nó đang nằm trong giai đoạn là vua Thái Tông Trần Cảnh mới lên ngôi và vừa kết thúc triều Lý. Không biết ở đây các bạn có biết ông Trần Cảnh không? Ông Trần Cảnh này thì được Trần Thủ Độ đưa vào làm chồng của Lý Chiêu Hoàng khi mới 7 tuổi. Sau đó thì Trần Cảnh được Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi và lên làm vua. Lúc này Trần Cảnh còn rất là nhỏ. Triều chính thì nằm nằm trong tay của Trần Thủ Độ. Lý Chiêu Hoàng lúc bấy giờ thì làm vợ Trần Cảnh và nhiều năm không có con. Cũng phải đấy, bởi vì lấy nhau lúc 7-8 tuổi, xong rồi 15-16 tuổi thì cũng chưa thể kịp có con được, đúng không? Thì khi thấy Lý Chiêu Hoàng chưa có con thì Trần Thủ Độ lấy cớ là Lý Chiêu Hoàng không có con cho nên là đã bắt Trần Cảnh ly dị Lý Chiêu Hoàng và lấy người chị của Lý Chiêu Hoàng là Thuận Thiên, lúc bấy giờ thì đang làm vợ Trần Liễu và đang có thai, để gả cho Trần Cảnh làm hoàng hậu thay vị trí của Lý Chiêu Hoàng. Thì đấy là cái biến cố lớn nhất xảy ra vào đầu thời Trần, nên là những cái điều rất là căn bản trong lịch sử Việt Nam. Chính cái ông Trần Cảnh ấy, cái ông hoàng mà tưởng như chỉ là vị vua bù nhìn của Trần Thủ Độ, thì ông ý lại chính là cái người mà mở ra cái dòng thiền của thời nhà Trần. Ông ấy nổi tiếng với tác phẩm Khóa Hư Lục. Ông Trần Thái Tông này sinh năm 1218 và mất năm 1277. Ông ta là vị vua đầu tiên của nhà Trần và đặc biệt cũng là vị vua đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có ý muốn từ bỏ ngôi vị lên Yên Tử đi tu. Thì cái chuyện ông ấy bỏ lên Yên Tử đi tu khi mà đang tại vị có được được ông ấy chính tay ông ấy ghi lại trong quyển Thiền Tông Chỉ Nam. Và cái nguyên nhân đi tu là do
cái do mâu thuẫn của Trần Cảnh và Trần Liễu, là người anh trai mà đã bị Trần Thủ Độ tước vợ để gả cho Trần Cảnh. Thì cái mâu thuẫn giữa Trần Cảnh và Trần Liễu nó rất là lớn, mà Trần Cảnh thì lại không muốn làm cho Trần Liễu cảm thấy uất ức, nhưng cũng không muốn khiến cho Trần Thủ Độ, không muốn gọi là phụ ơn của Trần Thủ Độ, và lại không muốn Trần Thủ Độ tiêu diệt Trần Liễu. Vì thế nên ông chọn cách là đi tu. Hơn nữa một phần ông ấy cũng thấy cái việc đấu đá trong triều đình quá là chán, nên ông đã đi lên Yên Tử bái sư với thiền sư Đạo Viên, là vị trụ trì của chùa Yên Tử lúc bấy giờ. Thì cái ông Đạo Viên này á, ông đã khuyên Trần Cảnh rằng là trong núi vốn không có Phật, Phật chỉ ở trong tâm, tâm lặng mà biết gọi là chân Phật. Nay bệ hạ nếu ngộ tâm này thì tức khắc thành Phật, không nhọc tìm cầu bên ngoài. Qua lời kể của Trần Thái Tông thì ta cũng biết được rằng là sau đó thì Trần Thái Tông về và thường xuyên mở những cái buổi tham thiền, rồi những cái buổi trao đổi về thiền học với các thiền sư. Và bản thân ông Trần Thái Tông này, ông ấy cũng nghiên cứu Kinh Kim Cương Bát Nhã, Ba La Mật. Và ông Trần Thái Tông này, ông ấy nói rằng là trẫm thường đọc Kinh Kim Cương đến câu ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Có nghĩa là khi tâm không có chỗ trụ, à khi không còn chỗ trụ nữa, tức là không còn bám chấp nữa, thì tâm mới thật sự được khai ngộ. Trong khoảng để quyển kinh xuống ngâm nga, bỗng nhiên tự ngộ. Và khi mà ông ta đọc cái câu đấy, ông ta bỗng nhiên tự ngộ. Thì Trần Thái Tông đã để lại một cái tác phẩm Khóa Hư Lục. Ở đây là cái trước tác cá nhân cổ xưa nhất còn lưu lại đến ngày nay liên quan đến thiền. Ở đây mình có lấy ra một vài những cái trích dẫn của Khóa Hư Lục về phương pháp tập thiền. Ông ấy nói như thế này: phàm người học đạo chỉ cầu kiến tính, tuy thọ được tất cả các tịnh giới mà không tọa thiền thì định lực chẳng sinh. Định lực chẳng sinh thì vọng niệm không diệt. Muốn được kiến tính thật là khó vậy. Đức Phật Thích Ca vào núi tuyết, ngồi ngay thẳng 6 năm, chim cáp làm tổ trên đầu, cỏ tranh mọc xuyên qua bắp vế, mà thân tâm thản nhiên. Tử cơ ngồi tựa ghế, thân như cây khô, tâm tựa tro tàn. Nhan hồi ngồi quên, tay chân rã rời, đuổi thông minh, lìa ngu trí, đồng với đại đạo. Đó là các bậc thánh hiền trong Tam giáo ngày xưa đã từng ngồi định. Ở đây thì ta thấy rằng là Trần Thái Tông chọn ra ba vị thánh hiền trong Tam giáo, Nho Phật Lão, đúng không ạ? Thể hiện rõ tinh thần Tam giáo Đồng Nguyên. Đấy là chọn Nhan Hồi của Nho giáo, Tử Cơ ngồi tựa ghế thân như cây khô ấy, là hình ảnh ở trong cái chương Tề Vật Luận của Trang Tử. Nếu bạn nào chưa rõ có thể xem lại cái video về Trang Tử, và có câu chuyện về Thích Ca và núi tuyết ngồi 6 năm thiền định. Và ông Trần Thái Tông cho rằng là cái người học đạo ấy, mà muốn thật sự được hiểu, thật sự có được sự hiểu biết thì phải tọa thiền. Tọa thiền để làm gì? Để có định lực, để có định lực. Định lực này vốn là gì? Định lực có nghĩa là để cho tâm không bị chạy bên nọ bên kia, không bị những cái vọng niệm ở bên ngoài tác động vào. Như vậy thì mới giữ được cái tâm không. Và Trần Thái Tông còn nói như thế này về thiền nữa, về việc thiền định nữa: đi đứng nằm ngồi đều là thiền, không phải chỉ riêng ngồi. Thì chúng ta thấy sau này chúng ta
Khi mà chúng ta đọc về thiền của Osho đúng không ạ? Cũng nói rằng là không phải cứ ngồi thiền mới là thiền. Hoặc là bạn nào theo Thích Nhất Hạnh cũng sẽ thấy rằng là ông Thích Nhất Hạnh nói rằng là không phải cứ ngồi thiền mới là thiền. Thiền trong từng khoảnh khắc. Thế đi đứng nằm ngồi đều là thiền, không phải chỉ riêng ngồi. Nhưng mà bởi vì đi thì cất bước, đứng thì nhọc nhằn, nằm thì mờ mịt mà yên tĩnh. Yên tĩnh thì cái nghĩ sinh, nghĩ sinh thì niệm khởi. Muốn dứt các niệm nên tập ngồi thiền định. Nếu khi ngồi không dứt các niệm, tâm khỉ đuôi nhảy, ý vượn chạy rong, hoặc vọng tưởng mà biết tiền trần, hoặc vô ký mà quên tự tính. Tựa giường, dựa vách, nhắm mắt che chòng chọc ngủ, che chòng ngủ gục, nước miếng chảy, đầu cúi, xương sống cong. Tuy giả danh là tọa thiền mà ngồi dưới núi đen trong hang quỷ. Cho nên thiền sư Hoài Nhượng nói mài gạch muốn làm gương là nói về người này vậy. Tức là một cái người mà không thể nào mà ngồi thiền định được ấy, đầu óc tâm trí nhảy nhót hết các suy nghĩ này, suy nghĩ kia này. Rồi những cái vọng tưởng về những cái ảo giác, quên rồi quên đi những cái bản chất đích thực của mình, hoặc là lười biếng, không kiểm soát được cơ thể của mình, những cái tình trạng như là tựa giường dựa vách, nhắm mắt che chòng ngủ gục, nước miếng chảy, đầu cúi, xương sống cong. Thì ông ấy cho rằng là tất cả những cái phương pháp thiền như vậy, những cái cách tập thiền như vậy, những cái thói quen thiền như vậy thì nó đều chỉ dẫn đến quỷ mà thôi. Vì vậy cho nên việc đầu tiên là phải tập thiền một cách nghiêm túc, là phải ngồi thiền và thiền định một cách nghiêm túc. Mặc dù là trong tất cả các cách thiền, trong từng khoảnh khắc ta đều có thể thiền, nhưng mà nếu như không thể ngồi thiền định được thì những cái khoảnh khắc khác cũng rất khó để có thể có được độ định. Về tư tưởng chính của khóa hư lục thì khóa hư lục, tại sao tên là khóa hư lục? Đó là những cái cuốn sách bàn về tính không, về sự hư vô. Thì trong khóa hư lục, ông Trần Thái Tông ông ấy đã tuyên bố thế này: hết thảy các người giống hệt con rối, đều nhờ sợi tơ kéo rút, đùa đến đùa đi cùng sanh một thứ. Sau khi buông đi thật là đáng chết. Tự khởi muôn việc tính toán, chẳng lo già bệnh chết đến thì thích sắc tài rượu thịt. Một hôm bệnh nặng trầm kha, trăm năm trọn về mộng lớn. Nhặt thu hải cốt chôn cất thịt xương, quan quách phó cho đóm lửa ma chơi nơi hoang dã, mả mồ giao cho muôn dặm núi sông. Khi xưa tóc đen má ửng, ngày nay xương trắng cho đen. Khi mưa lệ rơi thì mây sầu thê thảm, lúc gió buồn thổi thì trăng sáng hắt hiu. Đêm vắng thì quỷ khóc thần sầu, năm dài thì ngựa dày trâu đạp. Lửa đom đóm lập lòe trong đám cỏ xanh, tiếng dế ngâm nỉ non cạnh hàng dương liễu. Bia ghi nửa chìm rêu xanh phủ, tiểu phu dậm mãi thành lối mòn. Dầu cho văn chương cái thế, giả sử tài sắc nghiêng thành, chung cuộc đâu có đường khác, cuối cùng chỉ một lối đi. Ông ấy cho rằng là cái đời người rất là hư vô, và cái quan trọng là hướng đến cái tự tính của mình. Đấy là cái bản chất thật sự của mình. Cho nên là cái con đường tu luyện là con đường duy nhất để có thể vượt qua những cái sự hư vô của đời người. Nhân vật thứ hai mà chúng ta cần biết đến khi mà nhắc đến Thiền Tông Thầy Trần, đấy là Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung. Ông Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung này sinh năm 1230 và mất năm 1291. Ông ta là con của Trần Liễu và là anh trai của Trần Quốc Tuấn. Các bạn biết là ông Trần Quốc Tuấn thì chính là Hưng Đạo Vương nổi tiếng đúng không ạ? Ông Hưng Đạo Vương này thì con của Trần Liễu.
thì Trần Liễu và Trần Cảnh có một cái mối mâu thuẫn rất là lớn. Mặc dù là Trần Cảnh nhiều lần chiêu an Trần Liễu, nhưng mà Trần Liễu thì vẫn nuôi lòng muốn phục thù, cho nên là nhưng mà bởi vì lực không đủ cho nên là đặt rất nhiều kỳ vọng vào Trần Quốc Tuấn. Nhưng người anh của Trần Quốc Tuấn ấy, thì là ông Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung, thì lại là một cái người mà dường như lại rất gần với cả Trần Thái Tông, Trần Cảnh. Ông Trần Tung này sớm tu theo thiền, và ông ta chính là cái người hướng dẫn Trần Nhân Tông, Trần Khâm, người mà sáng lập nên thiền phái Trúc Lâm, hướng dẫn Trần Khâm về thiền. Và ông khuyên Trần Nhân Tông là hãy quay về với tự thân mà tìm lấy tông chỉ, không thể đạt từ ai khác. Thì ông Tuệ Trung Thượng Sĩ này có để lại 49 bài Thượng Sĩ Ngữ Lục, và đặc biệt là có cái bài Phóng Cuồng Ngâm rất là nổi tiếng mà mình đã nhiều lần đăng trên Book Hunter nếu như mà các bạn để ý. Trong Phóng Cuồng Ngâm thì có những cái câu mà có ảnh hưởng rất lớn đến Trần Nhân Tông. Cái câu như thế này: ngắm trông trời đất sao mà mênh mông, trống gậy nhờn nhơ ngoài thế gian, hoặc đến chỗ núi mây cao cao, hoặc đến chỗ biển nước sâu sâu. Đói thì ăn cơm hòa la, mệt thì ngủ làng không có làng, khi hứng thì thổi sáo không lỗ, nơi yên tĩnh thì thắp hương giải thoát, mệt thì nghỉ tạm ở đất hoan hỷ, khát thì uống no thang tiêu dao. Trong cái bài Phóng Cuồng Ngâm này, nó thể hiện rõ một cái sự liên hệ giữa Thiền Tông, giữa Phật giáo và đạo Lão Trang ở những cái hình ảnh như kiểu là ngủ thổi sáo không lỗ, hay là thang tiêu dao, rồi chống gậy nhởn nhơ ngoài thế gian. Thì đấy là những cái hình ảnh ở trong sách của Trang Tử, và nó vẫn mang rất nhiều màu sắc Phật giáo, khi mà với cái tinh thần là đói thì ăn cơm hòa la, mệt thì ngủ làng không có làng, rồi ở nơi yên tĩnh thì thắp hương giải thoát, mệt thì nghỉ tạm ở đất hoan hỷ. Thì bài Phóng Cuồng Ngâm này nó sự kết hợp giữa Thiền Tông và tư tưởng Lão Trang rất là rõ rệt. Cái phần thứ hai mình muốn nói đến thiền phái Trúc Lâm. Cái phần thiền phái Trúc Lâm này, đầu tiên mình sẽ giới thiệu qua về những cái điểm căn bản của thiền phái Trúc Lâm. Rồi sau đó thì mỗi tác giả của thiền phái Trúc Lâm, chúng ta có ba tác giả, đấy là Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang. Có ba tác giả này thì họ có những cái bài kệ thiền. Thì giống như buổi hôm trước, mình rất là muốn các bạn có thể đưa ra những bình luận của mình khi đọc những cái bài thơ đấy. Thì rất là hy vọng là các bạn có thể nhiệt tình tham gia cái phần bình luận đấy. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu với các bạn về những cái điểm căn bản của dòng thiền này. Thì thiền phái Trúc Lâm như chúng ta đã biết là được Trần Nhân Tông sáng lập, và trung tâm thì đặt tại Yên Tử. Chúng ta nhớ rằng là Yên Tử chính là nơi ông Trần Thái Tông, khi mà ông ấy muốn từ bỏ ngôi vua, ông ấy chạy lên gặp thiền sư Đạo Viên ở trên đấy, và được ông thiền sư Đạo Viên là người trụ trì chùa Yên Tử, ông ấy hướng dẫn con đường chính để đến với thiền. Thì giờ đây Trần Nhân Tông cũng lên Yên Tử, như thế chúng ta thấy có một cái sự liên hệ. Thì Trúc Lâm là đạo hiệu của Trần Nhân Tông, đồng thời cũng chính là đạo hiệu của ông Đạo Viên đó. Đây là một cái sự liên hệ thứ hai. Như thế có thể nói rằng là cái dòng thiền Trúc Lâm này là một cái dòng thiền mà kéo dài từ thời ông Đạo Viên cho đến Trần Thái Tông và bây giờ đến Trần Nhân Tông. Hoặc là Trần Nhân Tông đã được gợi hứng từ cái con đường tu tập của ông Đạo Viên và
ông và ông nội của mình, Trần Cảnh, Trần Thái Tông, Trần Cảnh. Thiền phái Trúc Lâm này thì được xem là đã hợp nhất giữa ba dòng thiền lớn ở Đại Việt lúc bấy giờ là Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường. Chúng ta biết là trong Thiền Huyền Tập Anh thì có nhắc đến ba dòng thiền lớn là Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường. Thì bây giờ từ khi có thiền phái Trúc Lâm này thì ba dòng thiền này đã được hợp nhất. Sau thời kỳ của Tam Tổ Trúc Lâm, tức là thời của Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang, thì những cái ghi chép về dòng thiền này không còn được rõ ràng nữa. Chỉ có ba vị này thì được ghi chép rõ ràng thôi. Bẵng đi một thời gian dài từ sau thời Huyền Quang, kéo dài đến qua thời Minh Thuộc, rồi đến thời Trịnh, đến thời Trịnh Nguyễn thì mới bắt đầu có sự tái xuất hiện của các vị thiền sư của dòng thiền này, mà nổi tiếng nhất là ông Hòa Thượng Hương Hải. Ông này vào tận đàng trong truyền đạo, rồi sau đó lại chạy ra đàng ngoài. Thì đến thế kỷ 17, 18 thì dòng thiền này mới nhập là một với cái dòng thiền Lâm Tế Tông. Còn thiền Lâm Tế Tông là một dòng thiền Trung Quốc. Đến thế kỷ 20 thì ông Hòa Thượng Thích Thanh Từ, ông Thích Thanh Từ đồng thời cũng là người mà dịch quyển Khóa Hư Lục sang tiếng Việt, thì ông ý có một cái sự hứng thú với các thiền tông và ông ấy đã khởi xướng lập lại các thiền viện Trúc Lâm. Nhưng cái thiền viện Trúc Lâm này có thật sự tu luyện theo cái phương pháp của Trúc Lâm thời xưa hay không thì không chắc, chỉ biết là ở đây cũng tu thiền và cũng thờ Tam Tổ, Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang. Và những cái thiền viện Trúc Lâm này thì chủ yếu để tưởng nhớ lại thời kỳ đỉnh cao Thiền Tông Việt Nam. Cho nên là mình không dám chắc rằng là khi mà các bạn đến tu thiền ở những cái thiền viện Trúc Lâm này thì những cái thiền viện Trúc Lâm này thực sự dạy bạn những phương pháp thiền giống như thời nhà Trần đó. Nhất là khi mà đến thế kỷ 17, 18 thì cái dòng thiền của thiền phái Trúc Lâm đã nhập là một với dòng Lâm Tế Tông rồi. Các trung tâm chùa mà có liên quan mật thiết đến thiền phái Trúc Lâm trong thời phong kiến thì mình có thể kể ra đây một số các di tích. Các bạn có thể khi nào đấy bố trí thời gian đi xem, đi tham quan. Thứ nhất là di tích danh thắng Yên Tử ở Quảng Ninh. Hiển nhiên rồi đúng không ạ? Đây là thánh địa của thiền phái Trúc Lâm rồi. Thì cái danh thắng Yên Tử này hiện giờ ngay cạnh đấy cũng có một cái gọi là thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, nhưng mà cái thiền viện Trúc Lâm Yên Tử ở đấy ấy, nó chỉ là cái thiền viện do những cái nhà sư sau này lập nên mà thôi. Còn cái khu di tích danh thắng Yên Tử thì các bạn phải lên trên núi chỗ chùa Hoa Yên, chùa Đồng thì vẫn còn một số di tích, mặc dù là bây giờ nó cũng bị gọi là bị sửa sang đi, bị mất đi rất là nhiều những cái vẻ cổ xưa rồi, nên chúng ta có thể lên đấy xem cho biết ạ. Rồi thứ hai là đến cái hành cung Vũ Lâm. Thì cái hành cung Vũ Lâm này nằm sâu trong dãy núi Tràng An với Ninh Bình. Ở đây thì vốn là một cái căn cứ quân sự, sau đấy thì cũng được sử dụng làm cái chỗ tu tập. Ba là chùa Côn Sơn ở Hải Dương. Thứ tư là chùa Quỳnh Lâm, Đông Triều, Quảng Ninh. Thứ năm là chùa Ba Vàng, Uông Bí, Quảng Ninh. Thứ sáu là chùa Vĩnh Nghiêm ở Bắc Giang. Nếu mà các mình không biết là bây giờ chùa Vĩnh Nghiêm có còn giữ được cái vẻ đẹp như hồi trước mình đi không, nhưng mà nếu mà giữ được thì rất là tuyệt. Đặc biệt là ở chùa Vĩnh Nghiêm này nó còn giữ được những cái mộc bản có niên đại 700 năm, về những cái bản kinh khắc, kinh Phật và nhiều sách y học. Cuối cùng là chùa Bổ Đà ở Bắc Giang. Thì cái chùa Bổ Đà này nó xuất hiện, nó được trở thành trung tâm của thiền phái Trúc Lâm sau khi mà sáp nhập hai dòng thiền Lâm Tế và dòng thiền Trúc Lâm là một. Thì lúc bấy giờ chùa Bổ Đà mới được
trở thành một phần của những cái thiền phái Trúc Lâm. Ba vị tổ của Trúc Lâm thì chính là ông Trần Nhân Tông, sinh năm 1258, mất năm 1308. Ông Pháp Loa, sinh năm 1284, mất năm 1330. Và ông Huyền Quang, sinh năm 1254, mất năm 1334. Ở đây mình có trích một bài thơ của Trần Nhân Tông, là bài thường được gọi một cái tên sau này người đời sau đặt là Cư Trần Lạc Đạo, nhưng mà thật ra bài này thì là một phần của bài Kệ Vân. Bài này có tiếng Hán như sau: Cư Trần Lạc Đạo khả tỳ duyên, cơ tắc san hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Có nghĩa là vui đạo dưới cõi trần thì nên tùy duyên, đói thì ăn, mệt thì nghỉ. Trong nhà có báu vật cần gì phải đi đâu tìm kiếm, đứng trước cảnh mà tâm đạt đến không thì cũng chả cần phải hỏi đến thiền. Bài này bài rất là đơn giản, nó mang tính tuyên ngôn về tông chỉ của thiền phái Trúc Lâm rồi. Tất cả mọi sự thì nên tùy tùy duyên đúng không ạ? Đạo dưới cõi trần phải để vui, cứ thong thả, không có cái gì mà phải căng thẳng vội vã cả. Đói thì ăn, mệt thì nghỉ. Đây chính là cái tứ ở trong bài của Tuệ Trung Thượng Sĩ đấy. Đói thì ăn cơm hòa la, mệt thì nghỉ làng không làng. Đây ông Trần Nhân Tông ông đúc rút lại ngắn hơn là đói thì ăn, mệt thì nghỉ. Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, có nghĩa là trong nhà có báu vật cần gì phải đi đâu tìm kiếm. Phật tại tâm đúng không ạ? Cần gì phải tìm kiếm bên ngoài. Đấy chính là lời mà ông đạo viên đã khuyên bảo ông Trần Thái Tông. Và các bạn hẳn còn nhớ cái câu chuyện về nhà giả kim, câu chuyện nhà giả kim, cuốn tiểu thuyết nhà giả kim của Paulo Coelho. Trong đấy cũng có một cái hình ảnh nó vô tình, mình không nghĩ là ông Paulo Coelho lại đọc bài thơ này của Trần Nhân Tông, nhưng mà lại có một cái từ chung, đấy là trong nhà có báu vật cần gì phải đi đâu tìm kiếm. Anh chặt cừu Santiago đi tìm báu vật theo giấc mơ của mình sang tận Ai Cập, rồi cuối cùng nhận ra là báu vật nó nằm ngay trong nhà mình. Đi tìm kiếm một cái báu vật nào đấy bên ngoài, nhưng mà rồi cuối cùng anh ta nhận ra là báu vật thật sự chính là những cái biến chuyển về tâm thức bên trong của anh ta. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền thì ở đây muốn nói đến việc là thiền nó chỉ là một phương pháp để đạt được đến tâm không, thiền không phải là tất cả. Nếu như mà trước mọi cảnh chúng ta giữ được tâm bình lặng, sống tâm vô ở đây là cái tâm thật sự với cái tự tính của mình, thì đâu có cần thiết phải quan tâm đến cái phương pháp tập thiền nữa đâu. Thì đấy là cái tôn chỉ của Trúc Lâm Tam Tổ. Sau đấy thì những ông như Pháp Loa và Huyền Quang phát triển lên, nhưng mà còn tùy vào sở học của từng ông. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng ông một trong Trúc Lâm Tam Tổ và cùng giải mã một số các bài thơ. Đầu tiên chúng ta không thể không nhắc đến Trần Nhân Tông rồi đúng không ạ? Có thể nhiều bạn biết rồi nhưng mà mình cứ nhắc lại về Trần Nhân Tông. Ông này thì chịu ảnh hưởng về tư tưởng từ Trần Thái Tông và Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tông. Khi mà ông ấy còn làm thái tử ấy, thì ông đã xin Trần Thánh Tông, tức là con trai của Trần Thái Tông, nhường ngôi thái tử cho em trai mình, còn mình chạy lên Yên Tử tu luyện. Ông này ba lần làm như thế. Và mỗi lần đấy Trần Thánh Tông phải cho quân đi tìm đưa về rất là vất vả, xong rồi bắt nhận ngôi thái tử. Nhưng mà khi mà ông này làm thái tử rồi vẫn nhiều lần nhịn ăn để khổ tu, khiến cho ông Trần Thánh Tông này rất là đau đầu. Suốt ngày phải than là bây giờ cha sắp già rồi, vận nước thì lâm nguy. Cho nên là con phải nghĩ cho cha. Vì thế nên là ông Trần Nhân Tông thì đành phải
tiếp tục giữ ngôi vua. Và sau đó thì ông ấy phải đương đầu với hai đợt tiến quân của quân Nguyên Mông. Đấy, những cái người mà muốn đi tu thường ấy phải gặp vất vả nhiều hơn những người khác. Như ông Trần Thái Tông, ông ấy dứt đi về luôn, đỡ gặp nhiều vất vả. Sau khi mà ông Trần Nhân Tông này chiến thắng hai đợt tiến quân của quân Nguyên Mông, lần thứ hai, lần thứ ba, thì ông ấy đã nhường ngôi cho con trai của mình là Trần Anh Tông, rồi đi tu ở chùa Vĩnh Nghiêm, Bắc Giang, cái chùa mà vẫn còn giữ mộc bản với Phật giáo ấy. Sau đó thì ông ấy chuyển lên chùa Yên Tử, Quảng Ninh, và lúc này thì bắt đầu lập ra cái dòng thiền Trúc Lâm, và ông ấy tự xưng là Giác Hoàng Điều Ngự. Ông ấy để lại rất là nhiều ngữ lục bàn về thiền, và các bài kệ của ông ấy thì đa phần làm theo thể thơ đường luật. Ở đây mình có chọn một cái bài thơ là bài Sơn Phòng Mạn Hứng. Bài này, Sơn Phòng Mạn Hứng thì có hai bài, mình chọn một trong hai bài đấy. Đó là bài mà mình rất là thích. Bài này như thế này ạ: Thùy phọc cánh tương cầu giải thoát, có nghĩa là ai trói buộc mà cần phải tìm đến phương pháp giải thoát. Bất phàm hà tất mịch thần tiên, có nghĩa là phẩm cách mà chẳng phàm tục thì cần gì phải tìm đến thần tiên. Viên nhàn mã quyện nhân ưng lão, có nghĩa là vượn nhàn ngựa mỏi người cũng đã già. Y cựu vân trang nhất tháp thiền, có nghĩa là vẫn một chiếc giường thiền a mây cũ. Các bạn thử nêu lên cái luận giải của mình khi mà chúng ta đọc bài thơ này xem, và các bạn gõ ở phần tin nhắn. Các bạn có khoảng 5 phút để chúng ta có thể đưa ra cái luận giải của mình. Mình thấy là bạn Hùng thì đưa ra luận giải rằng là tâm mình vốn đã thoát tục, chẳng bị trói buộc bởi ngoại vật, không còn bị vướng cái tâm phân biệt nên tự do. Dù mọi thứ có thay đổi thì mình vẫn chỉ ở lại trên cái am luyện thuyền. Đấy là luận giải của bạn Hùng ạ. Còn bạn Đăng thì cho rằng là cưỡi ngựa muôn nẻo tìm thần tiên rồi vẫn quay lại phẩm cách của Vân Am. Có lững thững tựa mây hay không thì cũng không cần ép. Bạn ấy cho là như vậy. Cách giải thích của bạn Hùng thì đúng hơn so với bạn Đăng. Bạn Đăng chú ý nhé là cái hình tượng cưỡi ngựa muôn nẻo tìm thần tiên ấy. À, ok, bạn Phương cho rằng là sự tự do hay giải thoát hay bình yên nằm trong chính bản thân mỗi người rồi. Ok. Cách giải thích của cách luận giải của bạn Hùng và bạn Phương thì khá đúng, nhưng mà bạn bạn Đăng thì cần chú ý một chút. Ví dụ như là cái hình ảnh gọi là vượn nhàn ngựa mỏi người đã già lão, thì bạn đừng chú ý đến chuyện là vượn hay là ngựa. Không phải con vượn, không phải con ngựa mà con khác thì có sao không? Khi mà chúng ta nhìn thấy những cái câu thơ sử dụng những cái hình ảnh ta không hiểu thì đặt câu hỏi như thế. Bởi vì có một cái hình tượng chung là nhàn. Nhàn có nghĩa là không làm gì, lười biếng. Ngựa mỏi, mỏi tức là cũng mỏi mệt, không muốn làm gì hết. Người già lão thì thể hiện cho cái sự suy tàn, mệt mỏi. Như thế ở đây cả cái câu vượn nhàn ngựa mỏi người cũng đã già, là cả ba cái hình tượng đấy nó gối tiếp nhau để nó thể hiện cho một cái sự suy tàn. Suy tàn về mặt vật chất, mặt thể chất. Đúng không ạ? Cả ba câu đấy như thế, chứ nó không có liên quan gì đến cái hình ảnh là cưỡi ngựa muôn nẻo đi tìm thần tiên.
Bởi vì nếu như mà chỉ có cưỡi ngựa thôi thì con vượn thì vứt đi đâu? Đó thì rồi những cái luận giải về lưỡng thững tựa mây bay, không cần ép mình, thì cái hình ảnh đấy cũng ok. Nhưng mà cần phải đi chi tiết hơn vào từng câu, từng chữ để ta có thể hiểu rõ hơn. Dụ như hai câu đầu thì ông Trần Nhân Tông nói rất là rõ rồi ạ. Cái cuộc đời chúng ta chẳng có ai trói buộc, cần gì phải đi tìm giải thoát. Trói buộc là do tự chúng ta trói buộc. Còn nếu như chúng ta nhận thức được là chúng ta đang tự trói buộc mình, thì sự tự do nó cũng đến từ chính bên trong của mình. Những cái tự do giải thoát hay bình yên nó nằm sẵn trong bản thân mỗi chúng ta rồi, đúng như là bạn Phương, bạn ấy đã đưa ra nhận định. Nếu như mà cái phẩm chất của chúng ta nó đã không hề phàm tục, tức là không bị rơi vào những cái tham sân si của người phàm, thì cần gì phải tìm đến thần tiên, bởi vì cái tính thần tiên thì nó nằm ngay trong bản thân mỗi chúng ta, cần gì phải đi cầu thần tiên. Hai câu cuối là vượn nhàn ngựa mỏi, người cũng đã già, vẫn một chiếc giường thiền ở ame cũ. Tức là cho dù thân thể có suy kiệt, cái chết đang đến gần, nhưng mà ông ấy vẫn tiếp tục thiền định ở cái giường thiền của mình trên ame cũ. Ame cũ ở đây chính là một cái hình tượng nói về cái phòng thiền của ông ấy ở trên Yên Tử. Yên Tử nghĩa là núi mây. Yên Tử có một cái tên khác là Bạch Vân Sơn, núi mây trắng. Am là cái nơi tu hành. Nó dùng cái từ am mây vừa là chỉ cái hữu hình, tức là cái am của ông ấy ở trên núi Yên Tử, hàng ngày mây trắng bay, vừa là một cái hình ảnh, một cái hình tượng mang tính thơ ca, muốn thể hiện cho sự phiêu bồng thoát tục. Cho dù thể xác thì rồi cũng đến lúc suy kiệt, nhưng mà cái tinh thần, cái tiên phong đạo cốt thì không bao giờ bị biến mất. Đấy chính là cái tinh thần của Trần Nhân Tông. Bạn Đăng cứ gõ câu hỏi vào đây hoặc là gõ chia sẻ bạn vào đây nhé. Mình sẽ đi tiếp đến cái vị thiền sư thứ hai, đấy là vị Pháp Loa. Ông Pháp Loa có tên là Minh Giác, hay có tên khác là Phổ Tuệ, Phổ Tuệ Tôn Giả. Tên thật của ông này là Đồng Kiên Cương. Trước khi ra đời thì mẹ của ông ấy 4 lần muốn phá thai mà không thành. Tại sao muốn phá thai? Là do nhà ông này trước khi ông này ra đời thì đã đẻ 8 đứa con gái, không muốn đẻ thêm một đứa con gái nữa, nên cứ nghĩ là cái thai sẽ là con gái tiếp nên muốn phá. Mà không ngờ là khi đẻ ra thì một người con trai, và cái người con trai này được đặt tên là Kiên Cương. Ý muốn nói là ý muốn nói là kiểu ông này rất là mạnh mẽ và kiên cường. Ông ấy xuất gia 20 năm, ông xuất gia năm 20 tuổi, tu đạo 20 năm, hơn 20 năm, qua đời ở tuổi 47. Ông ấy cho ấn hành nhiều bộ kinh, trong đấy thì đáng kể là cái bộ Đại Tạng Kinh. Và biết ông viết những cái bình luận về các bộ kinh như là Kinh Lăng Già, Diệu Pháp Liên Hoa, Bát Nhã Ba La Mật. Mặc dù là trước đấy thì Mật Tông cũng đã xuất hiện ở Việt Nam, nhưng mà chỉ đến thời của Pháp Loa ấy, thì Mật Tông mới chính thức được du nhập vào Đại Việt. Khi mà ông Pháp Loa này cũng truyền dạy về Đại Nhật Như Lai. Đại Nhật Như Lai là một cái vị Phật quan trọng nhất trong Mật Tông, và ông này cũng ủng hộ xây tượng Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, Phật nghìn mắt, Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, nhưng mà cũng là một cái biểu tượng của Phật giáo Mật Tông. Như thế Pháp Loa bên ngoài cái
việc mà bên ngoài việc làm sư tổ của thiền phái Trúc Lâm thì ông ấy cũng là cái người mà đã đưa mật tông vào Việt Nam. Ông Pháp Loa này, sau khi mà Trần Nhân Tông qua đời ấy, thì Trần Nhân Tông đã chọn Pháp Loa là cái người thị giả đầu tiên đi theo ông ấy, trở thành vị tổ thứ hai của thiền phái Trúc Lâm. Cùng thời với Pháp Loa thì có ông Huyền Quang, nhưng mà ông Huyền Quang ông đến sau cho nên ông ấy không được nhận chức vị tổ thứ hai, mà ông Huyền Quang là vị tổ thứ ba. Những chức tác của Pháp Loa để lại thì không có, hiện nay không còn lưu trữ lại nữa, mà chỉ có câu chuyện về Pháp Loa được ghi lại trong quyển Tam Tổ Thực Lục, là một cái quyển sách ghi chép về Tam Tổ Trúc Lâm. Thì ở trong sách Tam Tổ Thực Lục thì có ghi chép lại một đoạn đối thoại giữa Huyền Quang và Pháp Loa như thế này, là một đoạn đối thoại khá thú vị. Các bạn chú ý, đây là một cái lần mà Pháp Loa bị bệnh và Huyền Quang thì đến thăm bệnh. Đến ngày 11 vào lúc ban đêm, Huyền Quang vào thăm bệnh. Trong lúc ngủ, sư, tức là chỉ Pháp Loa, kêu hồng hồng. Ở đây chắc là ý muốn nói là cái thở hồng hộc ấy. Huyền Quang hỏi, ngủ với thức đã là một chưa? Sư đáp, ngủ với thức là một, là khi y không có bệnh. Huyền Quang lại hỏi, bệnh với không bệnh đã là một chưa? Sư đáp, bệnh cũng chẳng can gì đến y, chẳng bệnh cũng chẳng can gì đến y. Huyền Quang hỏi, thế thì tại sao có tiếng nói thốt ra? Tờ ý muốn nói cái tiếng thở của Pháp Loa khi Huyền Quang bước vào thăm bệnh. Thì sư Pháp Loa mới đáp rằng là tiếng gió thổi qua cây mà, quan tâm làm gì? Huyền Quang nói, tiếng gió thổi qua cây thì người ta không lầm, nhưng khi ngủ nói mớ thì có thể làm người ta lầm. Sư nói, kẻ si mê cũng có thể bị tiếng gió thổi qua cây làm cho mê lầm não lắm. Huyền Quang nói, chỉ có một bệnh đó mà đến chết cũng chưa khỏi. Sư bèn đạp Huyền Quang bỏ ra. Đấy là cái đoạn đối thoại của Huyền Quang Pháp Loa khi mà Pháp Loa đang bị bệnh. Thì khi mà các bạn đọc câu chuyện này thì các bạn có suy nghĩ gì về hai vị sư này? Các bạn hiểu như thế nào về cái đoạn đối thoại của hai người này đang nói với nhau? Tại sao một cái đoạn đối thoại tưởng như là rất là bình thường này lại được ghi lại trong câu chuyện ghi chép về ba vị tổ của thiền phái Trúc Lâm? Các bạn nghĩ sao? Cái đoạn đối thoại này thực ra để hiểu thì rất là đơn giản thôi ạ. Bạn sẽ thấy rằng là tình trạng ngủ và thức, hay là bệnh hay không bệnh, tất cả chỉ là ngoại cảnh. Còn cái từ y ở đây á, chẳng liên quan này đến y á, y không bệnh các thứ ấy, thì chỉ ám chỉ đến cái chân tâm của mình, cái tự tính của mình. Cái tự tính của mình thì được gọi là y. Đúng không ạ? Thức hay ngủ, bệnh hay không bệnh, tất cả chỉ là thứ bên ngoài. Tự tính thì chả có ngủ hay thức, cũng chả có bệnh hay không bệnh. Bởi vì đã đạt đến tính không rồi mà, tất cả những cái chuyện đấy nó chỉ là cái vật bên ngoài mà thôi. Mặc dù Pháp Loa rất hiểu cái điều đấy, Pháp Loa rất hiểu rằng là tất cả việc ngủ hay là thức, bệnh, không bệnh đều chỉ là thứ bên ngoài và không liên quan gì cái tự tính ở bên trong của mình. Thì nhưng mà ông này khi bắt đầu thể khi mà bị bệnh thì vẫn kêu hồng hồng, một kiểu kêu không hiểu, mình không hiểu cái từ hồng hồng nghĩa
là gì, có thể một cái âm để chỉ cái sự đau đớn mệt mỏi khi mà bị một cái âm thanh phát ra, thì đau đớn mệt mỏi khi mà bị bệnh. Thì lúc đấy Huyền Quang khi mà nghe thấy tiếng đấy thì bước vào, cho nên sau khi mà nghe pháp loa thuyết một hồi việc là tất cả bệnh không bệnh chỉ ở bên ngoài, thì ông Huyền Quang này ông mới hỏi, quay lại hỏi chính em là tại sao đã nhận thức là như thế rồi mà vẫn có tiếng thốt ra, tiếng than thở về cái sự đau. Thì ông pháp loa này ông trả lời rằng là cái tiếng đấy chẳng qua là tiếng gió thổi qua cây, quan tâm làm gì. Đây, tiếng kêu đấy với pháp loa cho rằng chẳng qua chỉ là buột miệng phát ra một cái tiếng kêu ở bên ngoài chứ không phải tiếng kêu ở tự tính. Cho nên là ông Huyền Quang quan tâm làm gì. Thì ông Huyền Quang nói rằng là tiếng gió thổi qua cây thì không lầm. Tức là cái việc gió thổi qua cây thì là cái chuyện tự nhiên, cho nên là nó không có bất cứ một cái lầm gì hết. Nhưng mà khi ngủ nói mơ ấy thì có thể làm cho người ta lầm. Thế là khi mà người ta bị ngủ nói mơ và không tỉnh táo ấy, thì có thể làm cho người ta sai lầm. Thì ông pháp loa này cũng không chịu vừa. Ông ấy nói rằng là chỉ có kẻ si mê, ý của ông ấy nói là chỉ có những kẻ si mê thì mới có thể bị tiếng gió thổi qua cây làm cho mê lầm. Ý muốn nói rằng là những cái tiếng thở thể hiện sự đau đớn kia của ông ấy chẳng qua nó chỉ như tiếng gió thổi qua cây thôi, không thể sử dụng cái đấy để phán xét ông ấy được. Và chỉ có những cái kẻ si, những kẻ si mê, những kẻ lầm đường lạc lối ấy, những kẻ nhận thức chưa đủ ấy, thì mới dễ dàng bị một cái âm thanh nhất thời của ông ấy làm cho đánh giá sai vấn đề. Đây là một cái đoạn đối thoại hai ông thể hiện cái sự đắc ngộ của mình. Thì khi mà pháp loa nói như vậy thì Huyền Quang chỉ đáp rằng là chỉ có một bệnh đó mà đến chết cũng chưa khỏi. Bệnh ở đây không phải là cái căn bệnh mà pháp loa đang mang, mà là cái căn bệnh của sự mê lầm, bệnh si ấy. Thì cái căn bệnh đấy chính là cái căn bệnh mà người đời ai cũng mắc phải, ngay cả những cái bậc thiền sư cho đến lúc chết rồi vẫn cũng có thể mắc phải. Và bằng cái câu nói của Huyền Quang thì sư pháp loa chả hiểu lý do gì đạp Huyền Quang ra bên ngoài, đuổi Huyền Quang ra ngoài, Huyền Quang bỏ ra. Và sau đấy thì căn bệnh của pháp loa tự nhiên khỏi sau cuộc đối thoại với cả Huyền Quang. Thì mình thấy rằng là cái nhận định của bạn Phương ấy khá là gần với cái cuộc đối thoại này. Đoạn đối thoại này mục đích nói đến là tâm thật yên hay là vững. Nếu mà dùng từ vững thì có phần không đúng, vì cái quan trọng là phải vô trụ, không chấp trước vào điều gì. Như thế dùng mình nghĩa là từ tâm yên chuẩn hơn, thì sẽ không có gì tác động được vào tâm cả. Còn nếu tâm chưa yên thì chỉ cần một tác động nhỏ cũng gây ảnh hưởng lớn tới bản thân. Vì chỉ khi mà tâm chưa yên thì người ta đau đớn, thì cái sự đau đớn và mệt mỏi khi bị bệnh mới thốt ra thành lời rên, lời nói mớ hay là cái tiếng hồng hồng.
Đây là các bạn qua cái đoạn đối thoại có thể nhìn thấy được cái sở đắc chứng ngộ của hai ông Pháp Loa và Huyền Quang rất là khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật thứ ba. Đấy là ông Huyền Quang. Ông Huyền Quang này vốn là đệ nhất giáp tiến sĩ, tức là ngang với Trạng Nguyên ấy. Và ông ấy có một cái nền tảng nho học rất là vững. Ông ấy vốn làm trong viện nội hàn của triều đình, chuyên tiếp Bắc sứ, tức là những cái sứ thần từ phương Bắc sang. Tam tổ Thực Lục cho rằng là Huyền Quang chính là hậu thân của tôn giả Ananda. Trong các vị La Hán của đệ tử của Thích Ca thì có tôn giả Ananda, một người rất là trung thành và ngưỡng mộ Thích Ca, ghi chép nhiều trước tác của Thích Ca. Thì trong Tam Tổ Thực Lục có kể chuyện về việc là tôn giả Ananda đã chuyển thế trở thành Huyền Quang Thiền Sư của chúng ta. Ông này cũng là thị giả của Trần Nhân Tông, thực ra là vai vế thì ngang với Pháp Loa, chỉ là giữ chức sau Pháp Loa thôi, chứ không phải là đệ tử của Pháp Loa như là nhiều người vẫn hiểu lầm. Ông được chính Trần Nhân Tông ban pháp hiệu Huyền Quang, và ông được truyền y bát làm tổ thứ ba của Trúc Lâm. Nhưng mà khi mà ông ấy được truyền y bát này thì sau ông ấy lại từ chức và truyền lại một sư khác, còn bản thân mình thì lui về trụ trì chùa Thanh Mai Sơn và sau đó là chùa Côn Sơn. Ông Huyền Quang này có một cái bài thơ, có một chùm bài thơ rất nổi tiếng là bài Cúc Hoa. Có rất nhiều bài thơ vịnh Hoa Cúc, và trong những cái lần vịnh Hoa Cúc này thì ông thể hiện sự chứng ngộ của mình. Cái bài của ông ấy mình chọn ở đây, một trong số các bài Cúc Hoa. Mình viết thế này: Hoa tại trung đình, nhân tại lâu, có nghĩa là người ở trên lầu, hoa dưới sân. Phần hương độc tọa tự vong ưu, có nghĩa là vô ưu ngồi ngắm khói trầm sông. Chủ nhân giữ vật hồn vô cạnh, có nghĩa là hồn nhiên người với hoa vô biệt. Hoa hướng quần phương xuất nhất đầu, có nghĩa là một đóa hoa vừa mới nở tung. Tóm lại bài thơ ý là người ở trên lầu, hoa ở sân, vô ưu ngồi ngắm khói trầm sông, hồn nhiên người với hoa vô biệt, một đóa hoa vừa mới nở tung. Ba bạn có thể cho mình biết suy nghĩ của ba bạn về bài thơ này không ạ? Bạn Đăng lần này có câu trả lời rất nhanh và rất chính xác. Hoa thì dưới sân, người thì ngồi nhìn làn khói, mỗi bên đều tự tại, thế mà lại thấy được cái gì đó khai ngộ. Bạn Hùng cũng cho là như vậy ạ. Người và hoa không còn sự phân biệt, một đóa hoa nở tung hay là ngộ tính được khai mở. Bạn Phương viết sâu hơn, kỹ lưỡng hơn, đấy là người ngắm hoa, khi ngắm hoa thì toàn tâm toàn ý hướng vào hoa, giống như con người có thể hòa mình vào vạn vật và cảm nhận được rung động nhỏ nhất của trời đất. Chính vì thế nên là mình bổ sung thêm là chính vì thế, chính bởi vì cái sự vô ưu ngồi ngắm hoa, ngắm khói trầm, trong cái khoảnh khắc đấy, trong khoảnh khắc không lý trí, vô ưu nghĩa là không lý trí đúng không? Không có những cái suy nghĩ vướng bận, không có tạp niệm, thì người và hoa đột nhiên hòa vào nhau. Hoa là một cái đại diện cho thiên nhiên, cho tự nhiên. Người và tự nhiên hòa vào với nhau vô biệt. Và cái sự nở tung của khi mà Huyền Quang cảm nhận được cái sự nở tung của đóa hoa thì cũng chính là lúc mà tâm thức của ông khai ngộ. Bởi vì khi mà con người có thể hòa với tự nhiên, thể cảm nhận được vạn vật thì đấy chính là cái khoảnh khắc sự khai ngộ.
Ok, đấy là nội dung của buổi hôm nay, toàn bộ nội dung của buổi hôm nay. Mình đã giới thiệu sơ cho các bạn về thiền tông của thời Trần và những tư tưởng chính của Tam Tổ Trúc Lâm, cũng như là về thiền phái Trúc Lâm. Thì các bạn có câu hỏi gì thì các bạn có thể gõ ở phần tin nhắn. Bạn Hùng có hỏi mình là các book hunter có thiền không ạ? Không phải book hunter nào cũng thiền mà. Bởi vì thiền ấy, nó chỉ là một phương pháp để tìm ra tự tính của mình thôi. Tìm ra bản chất thật của mình. Có thể có nhiều phương pháp khác. Các bạn có câu hỏi nào khác không ạ? Bạn Hùng nói rằng là bạn ấy thấy các dấu vết của thiền tông không hiện hữu ở xã hội hiện đại. Có phải hay không? Những cái gần giống với thiền tông thì có tồn tại ở xã hội hiện đại. Nhưng mà thiền tông thì nếu mà nói là thiền tông chung chung thì rất là khó, bởi vì ví dụ như ở Trung Quốc hay ở Ấn Độ thì vẫn còn lưu giữ những cái thiền phái, thiền tông này, không phải thiền tông Trúc Lâm, có thiền tông khác. Nhưng mà riêng thiền phái Trúc Lâm này thì vẫn tồn tại. À xin lỗi, cái riêng thiền phái Trúc Lâm này thì không còn tồn tại nữa. Bởi vì như mình đã trình bày là thế kỷ 17-18 thì cái thiền phái Trúc Lâm này đã bị nhập là một với thiền Lâm Tế. Phái thiền Lâm Tế nó có những cái chủ trương khác. Và các bạn có thể lên trên mạng đọc thêm wiki về thiền Lâm Tế, bởi vì nếu mà nói về thiền Lâm Tế nó rất là dài. Còn tương ứng với thiền tông Trúc Lâm, về tư tưởng thiền tông Trúc Lâm thì mình thấy rằng là trong thiền của Osho nhắc đến, hoặc là trong những cái tác phẩm như quyển Nhờ Giả Kim của Paulo Coelho cũng có các tố chất đấy. Cho nên mình không cho rằng là cái tinh thần thiền đấy không hiện hữu ở xã hội hiện đại, mà nó vẫn hiện hữu, nhưng mà nó hiện hữu ở số ít và nó không trở thành một tông phái. Bạn Hùng có hỏi là còn ở Việt Nam thì thiền tông có còn tồn tại không, thì thiền tông ở Việt Nam thì nó vẫn còn tồn tại, nhưng mà như mình đã nói là thiền phái Trúc Lâm thì không còn tồn tại nữa. Có thiền tông nó có rất là nhiều các thiền phái khác nhau với những cách tu tập khác nhau, cho nên nói về thiền tông còn chung chung. Ví dụ những cái phương pháp tu của Thích Nhất Hạnh cũng là một phái nhỏ trong thiền tông, và những cái khóa tu thiền ở những cái thiền viện mà bây giờ được gọi là Trúc Lâm, nhưng mà thật ra nó cũng là một phương pháp tu, nhưng mà nó không phải là phương pháp tu của thiền phái Trúc Lâm ngày xưa nữa. Bạn Đăng có muốn chia sẻ bài khác của Huyền Quang là bài Ngọ Thụy, bài Ngủ Trưa. Là bài thơ này như thế này: Vũ quá khê sơn tịnh, phong lâm nhất mộng lương, phản quang trần thế giới, khai nhãn túy mang mang. Dịch nghĩa có nghĩa là tạnh mưa khe trong núi nước trong, rừng phong mát mẻ sau giấc ngủ say. Nhìn lại cõi trần này khi bừng mắt tỉnh dậy, thấy niềng say man mác. Bạn Quang có vẻ bạn Đăng, Bùi Quang Đăng có vẻ rất là thích thơ Huyền Quang. Thực ra thi tài của Huyền Quang thì có từ trước khi ông ta bắt đầu tu luyện thiền, khi mà ông ta còn làm việc ở trong viện nội hàn của triều đình thì ông ấy đã nổi tiếng tài văn thơ hay. Người ta thấy rằng là hành vi của Huyền Quang thì khác hẳn với hành vi của Trần Nhân Tông và Pháp Loa. Ông này
Sau khi được phong Tam Tổ là ông ấy bỏ ông từ chức luôn. Cho nên nếu mà nói về hành động mang tính dứt niệm thì ông Huyền Quang này dứt niệm mãnh liệt hơn so với Trần Nhân Tông và Pháp Loa nhiều. Và qua cái đoạn đối thoại của Huyền Quang này với Pháp Loa thì thấy ở cái phần trước mình có nhắc đến thì thấy rằng là nếu nói về sở đắc chứng ngộ thì Huyền Quang cũng có phần cao hơn. Khi mà chúng ta đọc những cái bài kệ của Huyền Quang ấy, thì chúng ta không không phải chỉ đọc cái hay ở trong những cái tư tưởng thiền của ông ta, mà ngôn từ và hình ảnh thơ của ông ta rất là đẹp. Ví dụ như khi các bạn đọc bài Cúc Hoa chẳng hạn thế thì hình ảnh rất là đẹp, hoặc là bài Ngọ Thụy cũng có một cái hình ảnh rất là đẹp. Bạn Hùng có hỏi về việc là làm thế nào để hiểu được các tác phẩm như Thiền Uyển Tập Anh. Ví dụ như đọc đến phần viết về Thiền sư Viên Chiếu là rất dài và khó hiểu. Có một cái bí quyết để đọc Thiền Uyển Tập Anh đấy là không bao giờ muốn hiểu ngay lập tức. Mình hiểu là đến đâu thì mình hiểu thôi. Phần nào không hiểu thì mình ghi, mình có thể nốt lại, chụp ảnh lại, đợi một lúc nào đấy lại lôi ra để nghiền ngẫm. Ngoài ra thì Hùng thì hay bị một cái là rất bị sa đà vào những cái khái niệm. Khi mà tư duy bằng khái niệm ấy thì nó sẽ không rõ ràng, nhất là mình lại còn có thể hiểu sai khái niệm đấy. Thế cho nên là ví dụ khi đọc một bài trong Thiền Uyển Tập Anh, thấy một cái từ mình không hiểu thì mình nên tra từ điển. Hoặc là mình không nắm chắc lắm thì nên tra từ điển, giống như làm bài dịch tiếng Anh vậy. Bởi vì khi mà chúng ta đối diện với một cái kiến thức mà rất là thâm sâu như là thiền hả, không những là thâm sâu nó còn nhiều khái niệm mới lạ với chúng ta. Quyển Thiền Uyển Tập Anh lại là một cái quyển tuyển tập thơ cổ, vì thế nên sẽ nhiều từ mới với chúng ta. Thế thì chúng ta phải tìm cách tra cứu nó, chúng ta không thể nào mà chỉ lệ thuộc vào mỗi cái bản dịch, hoặc là không thể lệ thuộc vào cái vốn từ còn ít của chúng ta. Khi gặp từ khó thì chúng ta tra cứu. Thì chỉ có cách như vậy chúng ta mới có thể hiểu rõ được Thiền Uyển Tập Anh hơn. Còn nếu như mà chúng ta cứ tư duy theo những cái khái niệm hoặc là đọc những cái bài luận giải của người khác thì càng cố đọc thì càng không hiểu. Còn trong Thiền Uyển Tập Anh thì có rất là nhiều những cái bài kệ mà nó có tính hình tượng cao, nhiều cái ẩn dụ, thì chúng ta cũng cái đấy cũng không vội được, ta phải dần dần. Khi mà chúng ta hiểu rõ hơn về kiến thức Phật giáo, rồi khi chúng ta biết vững hơn về cái lối dùng từ, những cái điển tích điển cố trong đường thi, thì dần dần thì chúng ta sẽ hiểu hơn. Ok, chắc buổi hôm nay ta cũng kéo khá là dài, 1 tiếng rưỡi, hơn 1 tiếng rưỡi, thì mình sẽ dừng chương trình này ở đây. Nếu mà có câu hỏi gì thì các bạn có thể inbox trên fanpage của Book Hunter. Cái phần trình bày của mình thì sẽ được ghi hình lại và phát trên YouTube. Bạn Hùng có hỏi chủ đề tuần sau thì có lẽ sẽ nói đến Nguyễn Trãi.